Chào các bạn, thì mình vừa quay một cái video là về cái ngôi nhà của thanh niên người Indo này. Đấy, thì bạn là cô Hai mới đến này, mới đến được hơn một tháng ấy. Thì mình vừa quay với chi tiết về ngôi nhà, mình sẽ để đường link bên dưới. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái video nữa, mình sẽ đi chợ cùng người thanh niên này, bởi vì ở đây nó có rất nhiều điều ấy cơ. Đó. Go hàng cái chữ tạm biệt mà xin. À, cái mà xin. À tô. Hôm nay thì mình sẽ quyết định mình sẽ đi cùng thanh niên này. Đấy, bạn xem là một tháng là còn chưa ấy bạn. Đây này, cái nồi cơm còn nguyên luôn. Nồi cơm nguyên và một tháng là còn chưa mua cưa gạo bao giờ cơ. Đấy, như là đây mình sẽ quay cái tủ lạnh này. Tủ lạnh chỉ có mỗi một quả trứng. Đấy, tủ lạnh một quân đây. Có mỗi quả trứng là gần như là cái đồ ăn chính. Ở dưới này không có cái gì luôn. Có quả rốt, bắp cải đang dở thì không có một cái gì luôn các bạn. Đấy, không có một cái gì mà không biết thanh niên ăn cái gì ở đây một tháng vừa qua ở đây. Thì mình không có thời gian mình qua đây ấy. Đấy, và không biết đi chợ ở đâu hay như thế nào, không biết nấu ăn nữa. Đây cũng chưa đồ ăn, thì có chai dầu ăn với lại kiểu như là toàn cái đồ ấy. Đồ ăn thanh niên toàn ăn đồ mì tôm ở đây. Thì giờ mình thấy cũng chả thấy mì tôm ở đâu nữa. Đấy, hết luôn, mì tôm mới là ăn bánh mì ấy. Qua bữa mà không phải ăn ở đây, ăn ở nhà mà đi công trường rất nhiều lần mình thấy ăn như vậy rồi. Nên này mình sẽ mua, mình sẽ đi giúp mua mà có mấy siêu thị ngoài đấy, mình sẽ dẫn thanh niên này đi. Đấy, thì về mình sẽ đi xong một lát mình sẽ về mình nấu ăn. Nấu ăn cùng thanh niên này. Thanh niên này không biết là ăn cái gì đấy mà. Hakimu. Ơi. Và anh em đang đi cái siêu thị bạn ạ. À. Đi mình sẽ dẫn đi cái siêu thị Gyumu Spa ấy. Là cái siêu thị rất là rẻ, hàng đồ rất rẻ nhưng mà ăn nói chung là đồ ăn chất lượng. Chất lượng đây thì không phải suy nghĩ hả, thoải mái luôn. Nhưng mà đồ ở Gyumu Spa là rất là rẻ bạn. Thì mình vừa tra bản đồ ở đây là gần thôi. Khoảng 1,7 km. Khá là gần. Gần hơn chỗ mình đi khoảng 3-4 km cơ. Đấy, mình sẽ chỉ đường thanh niên này. Nói chung là thời gian mà là hơn một tháng mà không biết mua đồ thức ăn ở đâu nữa. Đấy, bây giờ mình đã nói chung là nhiều lắm, còn nhiều thứ để chỉ đi mua dụng cụ lao động nữa đấy, mới lại đi mua đồ dùng mọi thứ nhiều lắm, đi đồ cũ nữa. Mà gặp về sẽ sang bên này để mình tra bản đồ. Đây là nói chung là đây là mình tra Google là biết hết rồi bạn, rất là dễ thôi. Mấy cái siêu thị ấy, nhưng mà có thời gian mình đi cơ, mình đi xong về mình nấu ăn làm một bữa với thanh niên này. Trời còn nắng to mà. Senpai. Thanh niên này là 18, 19 tuổi các bạn, 19 tuổi đó. Mình hơn gần chục tuổi luôn. Già rồi. Đấy, như bên ngoài mình gọi là mình chú luôn đấy. Nhanh lên thanh niên. Hazaku. Thanh niên này. Đây là cái hình ảnh Gyumu Spa bạn. Đây thì những cái đồ ăn ngoài rất là rẻ cơ. Nói chung là rẻ hơn mức bình thường ở chỗ khác. Đấy thì đâu rồi? ここ Gyumu Spa. Spa. Ikimasu. Chikaku. Thầy này này dẫn đi hết cả một cái siêu thị luôn các bạn, nhưng mà mua thì rất nhiều thứ để mà mua cơ. Đây mình mua được một chút ở đây. Thanh niên thì cứ bấm cái điện thoại bấm gì đây. Nằm. Còn chụp ảnh check in nữa. Okasu. Okasu còn hai nhân vật ấy. Lên Tokyo thì đến tối mới về các bạn. Thì mình dẫn đi chợ, ngoài đây là cái chợ siêu thị Gyumu ấy. Thì rất nhiều thứ để mà mua cơ. Nói chung là gần như chưa có cái gì đồ ăn gì ấy. Đấy mình sẽ mua hết vào đây. Đây người ta bán con tôm hùm các bạn này, tôm hùm là 1 sen 92 sen một con này cơ. Đấy, một con tôm hùm này. Con này thì 2 sen khoảng 400 ngàn một con này. Mình định mua con nhưng mà nó đắt quá các bạn này. Mình mua chừng này thôi, xong mình sẽ về hàng kiểu. Đây thì bây giờ anh em mua xong hết rồi các bạn. Đây đang ra ngoài này, đang sắp xếp ngoài này. À, senpai. Đây, trời rất nắng. Senpai, xin chào xuân là hito. À, đại sư vừa. Đại sư vừa. Akimasu. À. Tôm arigato gozaimasu. Đây thì đây mình mua nói chung là cái gạo này. Gạo mới lại một chút cái, đây này, những cái thứ xúc xích này, dầu ăn như là cái vài miếng thịt nữa là mình mua, là mình bảo là ba anh em sẽ trả lại tiền mình. Còn lại tất cả những cái thứ kia, mọi thứ này là mình mua là
nói chung tặng hết, đây cả cái quả dưa này nữa, một số anh em đồ ăn đây, anh em nói chung là mình bảo là mình C3 thì mình mua tặng, sang năm thì nhân vật lại trở thành C3 để mua tặng người khác thế thôi. Thế về mình sẽ anh em sẽ về đây, mình về làm một bữa ăn nữa, đây, party. Chi chai patty là một cái nhỏ nhỏ, thực ra thì ăn uống bình thường thôi. Và mình sẽ về đây, trời nắng quá các bạn ạ. Trời nắng cháy luôn, mà hôm nay không có dây chun cơ. Rất nhiều thứ này, vừa nãy vào xong vào vệ sinh không có giấy vệ sinh. Đấy. Cả xà phòng cũng không có, mọi thứ cái đồ rửa bát mọi thứ là nói chung không có luôn, mình không hiểu sao mà tháng 2 tháng rồi. Đấy. Anh em ở vào đây. Thế là sau sau phải đi nhiều, nó mua nhiều đồ nữa các bạn, còn nhiều đồ lắm, nhiều con đồ cũ, nhiều thứ phải mua, nhiều nói chung là nhìn cái phòng rất là sạch sẽ và sơ sài đấy. Nay thì sẽ về mình anh em về đây. Mình đang lên trên kia bạn, đang vòng vòng lên trên, đây là trên tầng 3. Tụi mình có xách lên nặng quá bạn, một quả chưa to mấy cái ít gạo là 10 kg gạo đây, cả đống đồ nữa. Đấy, bên này là chung cư người ta đây, rất là vắng vẻ luôn các bạn. Trong này người ta vẫn có người ở hết á, nhưng mà không thấy ai đi lại, không thấy ai ra ngoài ban công hết. Ui Chikareta. Đây này. Ui quá các bạn ạ. Bây giờ đang về và đang chuẩn bị mổ quả dưa này, anh em ăn luôn quả dưa luôn. Thanh niên này. Thanh niên quả dưa này. Và mình mổ anh em ăn một nửa quả luôn. Tham bưng rồi. Watashi to Hakimu to. Nhìn chất không? Thanh niên. Không, rồi. Itadakimasu. Quả dưa đã được mua về đây mà chưa dọn được. Một tháng rồi các bạn, một tháng mà chưa ăn cơm bao giờ luôn. Chỉ ăn gai. Bác sĩ, thôi rồi. Itadakimasu. Xin mời. Mỏi quá. Iru go han wo suru mae ni isshu ni. Itadakimasu. Ăn xong làm một bữa cơm, nấu cơm. Hơn một tháng, bây giờ là thanh niên đến đây là một tháng rưỡi, gần hai tháng các bạn chuẩn bị đến nhận lương ấy là hai tháng luôn, còn một tuần nữa đấy mà chưa mua gạo lần nào luôn. Nấu cơm để đây này, nấu cơm của công ty, của cái nhà này, nhưng mà chưa nấu bao giờ. Mà cái thanh niên chỉ ăn mì thôi, ăn mì để ăn bánh mì ấy, hoặc là ăn mì tôm ấy đấy, mang đi tháng liền rồi bạn. Mình bao nhiêu lần gặp trên công trường mình tưởng là như thế nào ăn, mà trên về nhà cũng chắc cũng vậy thôi. Đấy, rất đơn giản mà ăn như này mà sao mà trụ nổi được, sao mà sống được ở công ty này mà đi làm công trường như vậy được. Đấy, nay mình mua cho một chút đồ đấy, dẫn đi có còn có nhiều thứ để đi quá bạn, đi mua nhiều chỗ đó là nhiều công việc. Này nó làm bữa cơm tại mình chưa cực tê, nó từ mắt tê dư đoàn tổ của các sự cài mà bình là iso con này quá đấy chứ. Món gì giao dàn chứ không dài quá. Thanh niên anh em cùng nhau ăn, anh em cùng nhau ăn cái quả dưa này, cứ ăn hết một nửa và một quả luôn mà quả nặng lắm, mù sên ra khoảng 5-7 kg á. Đấy thì mình sẽ kết thúc video đây, thì cảm ơn bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở những video tới. Chào các bạn, bye bye, bye see you, bye bye, bye bye. Chào các bạn, đây là Hakimu. Watashi Hakimu. Bye bye. Hakimu.